sự sụp đổ từ Đại hội Cộng sản Việt Nam. Kết quả đại hội 13 phản ánh mức độ thận trọng đáng kể và mong muốn cân bằng thế lực các phe phái trong nội bộ của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc đại hội đảng lần thứ 13, rút ngắn thời gian và phút chót để đối phó với độc bùng phát COVID-19 mới đây. Gần 1.600 đại biểu đã bầu ra ban chấp hành trung ương gồm 200 thành viên những người này sau đó đã bầu ra bộ chính trị gồm 18 thành viên sẽ lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Chính trị Việt Nam nổi tiếng là không rõ ràng, giấu giếm, nhưng có một vài điều đã bị tiết lộ. Trong đảng có nhiều phe phái và đấu đá với nhau thẳng tay để tranh giành quyền lực. Nhưng hệ thống chính trị Việt Nam tự hào về sự ổn định và ban lãnh đạo sẽ cố gắng hết sức để cân bằng thế lực các phe phái. Do đó, có một mức độ liên tục to lớn trong cả thành phần của Bộ Chính trị mới là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong nước và các chính sách mà Bộ Chính trị dự kiến sẽ theo đuổi. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, vừa được miễn trừ quy định về tuổi tác cũng như quy định giới hạn không làm quá hai nhiệm kỳ để tiếp tục ngồi lại một nhiệm kỳ thứ ba trong cương vị tổng bí thư. Một điều chưa từng có Điều này đã gây sốc đối với những người muốn có một sự chuyển đổi quyền lực thường xuyên để ngăn chặn chế độ độc tài kiểu Lê Duẩn, đã đưa Việt Nam đến bờ vực của thảm họa kinh tế và cô lập ngoại giao, chưa kể đến sự sùng bái cá nhân. Tuy nhiên, việc ông Trọng ngồi lại ghế tổng bí thư cũng là một nỗ lực vượt bậc của Đảng nhằm đạt được sự cân bằng chính trị. Chủ đề cơ bản trong hai nhiệm kỳ qua của ông Trọng là chống tham nhũng tham nhũng là vấn nạn có hệ thống ở việt nam nơi không có báo chí tự do hay cơ quan thanh tra độc lập và ông trọng nhận thức được rằng đó là một yếu tố khiến công chúng tức giận đe dọa đến tính chính danh của đảng và bất chấp quyền lực của ông trọng ông ta đã không thể khuynh loát được các cuộc bỏ phiếu để đưa đàn em của mình trần quốc vượng lên ký vị chức tổng bí thư thậm chí ông trần quốc vượng còn không được bầu ở lại vào bộ chính trị Tuy phải hy sinh Trần Quốc Vượng, nhưng ông Trọng vẫn giữ vững được vị trí của mình, bất chấp tình trạng sức khỏe suy yếu của ông ta. Việc ông Trọng được miễn trừ hai quy định để tiếp tục ngồi lại ghế tổng bí thư cho thấy một sự thỏa hiệp và một dấu hiệu của sự bất an hơn là sức mạnh. Ngoài ông Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người sẽ trở thành chủ tịch nước, cũng được miễn trừ quy định về tuổi tác. Có một mức độ liên tục cao trong Bộ Chính trị khóa 13, 9 trong số 18 thành viên là các ủy viên trong Bộ Chính trị khóa 12 được tái đắc cử. Có hai thành viên nằm trong Ban Bí thư Trung ương là cơ quan phụ trách điều hành các công việc hàng ngày của đảng. Độ tuổi trung bình của Bộ Chính trị khóa 13 là 63 tuổi, già hơn và ít có phụ nữ hơn so với Bộ Chính trị khóa 12. Thành phần của Bộ Chính trị nói lên rất nhiều về đường hướng, các ưu tiên và mối quan tâm của đảng quân đội nhân dân Việt Nam đã tăng gấp đôi số đại diện của mình. Trong Bộ Chính trị khóa 12, chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người đứng đầu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bây giờ, Bộ Chính trị có hai ủy viên Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là người đứng đầu Tổng cục Chính trị Thượng tướng Lương Cường và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Phan Văn Giang. Bộ Chính trị cũng có một đại diện nặng ký của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được tái đắc cử nhưng cũng có nhiều người khác xuất thân từ công an như ông Phạm Minh Chính, từng là thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã phục vụ trong Bộ Công an. Sự khác biệt lớn nhất giữa Bộ Chính trị khóa 12 và Bộ Chính trị khóa 13 là sự chi phối của những trưởng ban của các ban trung ương. Bộ Chính trị này bị chi phối bởi lợi ích của các phe nhóm. Bộ Chính trị khóa 13 bao gồm 7 ủy viên của Ủy ban Trung ương mặc dù hai người sẽ đảm nhận các chức vụ mới tại quốc hội khóa tới, bao gồm trưởng ban tổ chức trung ương, ban kinh tế trung ương, ban dân vận trung ương, ban tư tưởng và giáo dục, ban nội chính trung ương và ban thanh tra trung ương. Bộ chính trị khóa 13 cũng bao gồm các bí thư của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và lần đầu tiên trong thời kỳ đổi mới, bộ chính trị bao gồm người đứng đầu trường đảng là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh người đứng đầu các đoàn thể là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan giám sát tất cả các đoàn thể, tôn giáo và xã hội dân sự cũng nằm trong bộ chính trị. Trong số 18 thành viên, 13 người đại diện cho các lợi ích của đảng, đại diện cho phía nhà nước, có Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, đồng thời là trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chánh và Chánh án Tòa án Tối cao Ngược lại, trong bộ chính trị khóa 12 chỉ có 8 trong số 19 thành viên đại diện cho lợi ích của đảng. Sau khi ông Đinh La Thăng bị kết án tội tham nhũng và bị khai trừ khỏi đảng thì chỉ còn 7 người. Vậy ai là những người thua cuộc? Về mặt kinh tế, thống đốc ngân hàng trung ương Nguyễn Văn Bình không còn ở trong bộ chính trị. Điều này là một mâu thuẫn với một bộ chính trị tự nhận là tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Một cơ quan khác đã mất đi một số ảnh hưởng, đó là quốc hội, với tỷ lệ đại diện của cơ quan này giảm từ 2 xuống 1. Đó là một thiệt hại không chỉ đối với quốc hội, mà còn đối với giới tính. Cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Tổng Thị Phóng đều không còn nằm trong Bộ Chính trị. Trong Bộ Chính trị khóa 12 có 3 phụ nữ, nay chỉ còn lại một người trong khóa 13. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch nước. Tuy nhiên, Điều này vẫn chưa được chính thức xác nhận, các bổ nhiệm cho các vị trí trong chính phủ sẽ được đưa ra vào kỳ họp quốc hội mới vào mùa xuân này. Thành phần của ban chấp hành trung ương gồm 200 thành viên, phản ánh mức độ thận trọng tương tự. Ban chấp hành trung ương khóa 13 có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, 120 thành viên, tức 60% đã được tái đắc cử từ ban chấp hành trung ương khóa 12. 62 người tức 31% là bí thư, tỉnh ủy hoặc thành ủy, thấp hơn một chút so với ba kỳ đại hội trước đây. Chỉ có 19 tức 9,5% ủy viên ban chấp hành trung ương là phụ nữ và 13 người 7% là dân tộc thiểu số, 15 người là bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Điều quan trọng là phải đặt đại hội 13 trong bối cảnh rộng lớn hơn Tại đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vượt trội hơn đối thủ của mình là Nguyễn Tấn Dũng, được miễn tuổi và đắc cử trong nhiệm kỳ thứ hai. Lúc đó, ông Trần Quốc Vượng, người đứng đầu Ban Thanh tra Trung ương, đã ra tay để phá bỏ mạng lưới đồng minh của Nguyễn Tấn Dũng. Phe bảo thủ nắm trở lại quyền lực vào năm 2016, sau nhiều năm bị gạt sang một bên khi nền kinh tế phát triển và ngày càng nhiều các quyết định được đưa ra bởi các nhà kỹ trị. Ông Trọng đã muốn nhắc nhở mọi người rằng đảng đang nắm quyền, các nhà kỹ trị làm việc cho đảng chứ không phải ngược lại. Mặc dù ông Trọng không đưa được ông Trần Quốc Vượng vào ghế tổng bí thư, nhưng Bộ Chính trị khóa 13 vẫn phản ánh dấu ấn của ông Trọng, bao gồm các cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người bất đồng chính kiến, sự thống trị của các quan chức cấp cao của đảng và sự thiếu đại diện của các nhà kỹ trị phe nhà nước, bao gồm cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, người đã chỉ đạo cuộc chiến chống COVID-19 thành công của Việt Nam, cho thấy rõ rằng bất kể mức độ phức tạp về kinh tế hoặc kỹ thuật, quyền quyết định đường hướng của Việt Nam tập trung trong tay một nhóm người mang nặng tư tưởng cộng sản hồng hơn chuyên trong đảng.